và các bạn thân mến, vừa qua, người yêu thích công nghệ tại thành phố Đà Lạt đã được tham dự một sự kiện do TLQ Computer Đà Lạt phối hợp cùng với MSI Việt Nam và Intel Việt Nam tổ chức. TLQ Computer Đà Lạt tuy là một đơn vị còn khá mới, nhưng trong thời gian gần đây đã được giới yêu công nghệ biết đến khi đạt giải nhất tại cuộc thi PC Extreme Master do Intel tổ chức. Đây là một cuộc thi về máy tính lớn nhất ở Việt Nam, và đây cũng là lần đầu tiên có đại diện của Lâm Đồng tham dự và đạt giải cao. Dân yêu thích công nghệ đã có mặt từ rất sớm để tham gia sự kiện và có cơ hội chiêm ngưỡng, trải nghiệm các sản phẩm máy tính mới nhất trên thị trường. Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, một chiếc máy tính không chỉ phải đáp ứng đầy đủ các tính năng mới người dùng cần, không chỉ lắp ráp các linh kiện mà còn làm cho máy tính đẹp, mang tính thẩm mỹ cao, làm việc hiệu quả để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời cũng thể hiện sự sáng tạo của thế hệ trẻ. Công ty của mình thì cũng mới được thành lập cách đây 5 tháng thôi, nhưng mà mình đã có một cái sự chuẩn bị, có nghĩa là mình đã học hỏi và tìm tòi từ lúc đó là rất nhiều năm về trước, và mình ấp ủ một cái mong muốn là tạo ra một cái sân chơi trong cái dàn máy tính cao cấp cho các bạn ở Đà Lạt để mà trải nghiệm, cho nên mình quyết định là mình mở cửa hàng ra, mình quanh danh tập trung vào những mặt hàng cao cấp của máy tính. Chứ sự kiện ngày hôm nay thì cơ bản là sẽ có hai nhà tài trợ chính, đó là MSI và Intel. Thì hai hãng MSI và Intel sẽ giới thiệu cho chúng ta về công nghệ mới nhất, cái nền tảng mới nhất, những công nghệ mới nhất mà họ vừa mới ra mắt của năm 2017 đây, để mà nâng cao cái kiến thức, chia sẻ những kiến thức với lại là những khách mời tham dự. Cái tên MSI Việt Nam đã quá quen thuộc với người đam mê công nghệ. Đây là đơn vị sản xuất máy tính, gaming, những bộ bo mạch chủ dành cho game thủ tại Việt Nam. Những chiếc máy tính được trưng bày tại sự kiện này không chỉ đáp ứng cấu hình mạnh mẽ mà thiết kế của CPU cũng vô cùng độc đáo và lạ mắt. Anh Đặng Quang Thông là đại diện của hãng MSI Việt Nam, đồng thời là chủ doanh nghiệp TLQ Computer tại Đà Lạt. Cùng với các cộng sự của mình, mong muốn tạo một sân chơi, giao lưu công nghệ về máy tính cho các bạn có đam mê ở Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng, giúp các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất trên thế giới. Thì mình cũng là một người về đam mê về máy tính, thì mình thấy hiện tại là khi mình tới tham gia chương trình, mình thấy là rất là hào hứng. Và hiện tại mình thấy là đây là một cái sân chơi rất là mới, và nó đem lại cho mình những cái trải nghiệm mới về những dòng sản phẩm công nghệ cao hơn. Và theo mình thấy thì ở Đà Lạt thì hầu như là chiếc sân chơi nữa vẫn còn nhỏ, nhưng mà hiện tại thì nó đã được tiếp xúc và có thể mình phát triển được nhiều hơn, nhiều thứ về các dòng công nghệ mới hơn của các hãng như là Intel hay là AMD gì đó. Mục tiêu chính của Intel là giới thiệu cái nhân sự kiện này để ra mắt cái nền tảng OS mới cũng như là giải pháp Intel Optane. Thì quan niệm của Intel là một cái máy tính nó không chỉ là mạnh, OS sẽ rất là mạnh, nhưng mà nó còn phải đẹp nữa. Thì TLQ là một trong những đối tác hàng đầu có trình độ kỹ thuật rất là cao để làm nên những chiếc máy tính nó rất là đẹp mắt như các bạn có thể thấy ở sự kiện này. Nhìn là ghiền. Đây là nhận xét của các bạn trẻ khi tham gia sự kiện lần này. Có thể nói cái tên TLQ Computer còn khá mới mẻ, chỉ vừa mới ghi tên mình trên bản đồ công nghệ của cả nước sau cuộc thi dành cho các bạn yêu thích công nghệ và thích độ máy tính do công ty Intel tổ chức thường niên. Điều này cũng mang một ý nghĩa rất lớn, đó là Đà Lạt đã có một đơn vị sáng tạo và kinh doanh máy tính, đáp ứng mong mỏi bấy lâu nay của người yêu thích công nghệ ở phố núi. Máy tính hiện nay có mặt ở hầu hết mỗi gia đình và là một công cụ không thể thiếu trong đời sống. Sức mạnh của máy tính không chỉ thể hiện bên trong những cấu hình ấn tượng mà còn thể hiện ngay từ thiết kế của máy. Tin rằng với sự đam mê, sức trẻ và sự sáng tạo không ngừng, TLQ Computer sẽ viết tiếp tên mình trên những bản thành tích mới, tạo ra một cộng đồng đam mê máy tính ở thành phố Đà Lạt.